thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau vấn đề về cách mà chúng ta xử lý phục hồi ha trên vườn sầu riêng của anh Sáng. Thì với con chúng ta thấy là sau khi thu hoạch đó, là chúng ta sẽ nhìn tổng quát cái tình trạng cây. Đầu tiên là cái vấn đề về sau khi thu hoạch đó là cái tình trạng cây chúng ta, cái sức cây chúng ta nó như thế nào, ví dụ như cái dạng lá chúng ta nó như thế nào. Với con thấy là nhìn tổng quát cái dạng lá là nó cũng còn xanh ha, cái độ xanh nó cũng còn tương đối tốt. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về cái bộ rễ cũng như là cái cách mà chúng ta quản lý về hệ thống canh tác lại ha. Thì của con thấy là trong cái quá trình nuôi trái á, thì cái dinh dưỡng cây nó sẽ dốc sức để mà nó tổng hợp nó chuyển về trái cho chúng ta. Thì sau khi cắt xong cây của chúng ta nó sẽ có xu hướng nó bị xuống. Xuống ở đây á, là anh em nói vấn đề về cái dạng lá và cái bộ rễ. Thì tùy theo cái tình trạng thôi. Ví dụ như cây chúng ta sau khi thu hoạch đó, cây chúng ta nó khỏe thì dạng lá chúng ta sẽ còn đẹp, dạng rễ chúng ta ở dưới cũng tương đối ổn định. Còn ví dụ sau khi thu hoạch mà cái vườn sầu riêng của chúng ta dạng lá nó xuống á, thì chắc chắn bộ rễ nó sẽ bị suy nặng. Thì lúc đó chúng ta sẽ quản lý và chúng ta phục hồi theo cái giải pháp khác nhau. Thì ở đây là vườn sầu riêng của anh Sáng của con ta thấy ha. Chúng ta sẽ nhìn tổng quát về cái công đoạn ha, cũng như là cái cách cái thế vườn. Thì đâu đó vị trí nào cũng vậy thôi. Cây chúng ta cũng tương đối là ổn định ha con. Chúng ta xem ha. Thì chúng ta trở lại đi cái quy trình nhanh á, trên cái vườn sầu riêng này là vùng đất ở Cam Mỹ Đồng Nai, đất đỏ. Chúng ta sẽ xem cái kết cấu đất ha. Tương đối nó cũng xốp ha. Của con xem đây. Nè. Thì nó cũng tương đối ha. Chắc đất này nó cũng tương đối xốp như thế này đây. Đây, khi mà chúng ta bư lên là đất nó xốp như thế này đó, đất xốp ha. Cái kết cấu đất cũng như là cái cấu trúc đất của chúng ta nó tương đối ổn định ha, và cái tầng canh tác của chúng ta nó cũng tương đối nó xốp luôn, nó thông thoáng ha, oxy xuống được. Và hầu như là cái đất chúng ta nó tươi xốp như thế này thì cái rễ của chúng ta nó sẽ len lỏi và nó trao đổi chất được, và cái kết cấu đất cũng như là cái keo đất và cái bộ phận của cái dung dịch đất của chúng ta nó tương đối nó trao đổi với nhau được, thì cái rễ chúng ta đã sẽ có đầy đủ điều kiện về oxy xuống được, và cái điều kiện độ ẩm nước của chúng ta vừa phải thì cây chúng ta nó sau khi thu hoạch nó sẽ phát triển về bộ rễ cũng như là tàn tán ta sẽ phát triển rất là nhanh. Thì chúng ta xem bên trong đây. Ở đây thì cái công tác đầu tiên chúng ta phải tính đến nó là cái vấn đề về cái hệ thống canh tác về cái bồn sầu riêng của mình ha. Như ở đây thì cái giải pháp đầu tiên chúng ta cần làm á, là chúng ta phải cào ra những cái lá cây mục và những cái nhánh cây nó mục nó rớt xuống như thế này ha. Chúng ta phải cào ra hết. Cái giai đoạn này chúng ta cào ra để làm gì? Để chúng ta xới gốc, chúng ta làm bồn lại. Ở đây thì vị trí vườn sầu riêng của anh Sáng thì đâu đó là những cái mô bồn chúng ta cũng đã có ở cái mức là có định hình rồi, định hình sẵn rồi, con thấy ha. Là chúng ta thấy là hầu như là cây nào chúng ta cũng đã có bồn sẵn hết rồi. Thì cái giải pháp đầu tiên á, như anh em nói nãy ha, là chúng ta phải cào ra những cái lá mục bên dưới đây, sắp lớp gì ha, đây, để chúng ta giữ những cái lá mục này á, thì khi mà gặp mùa mưa, hiện tại là vô mùa mưa, thì những cái lá cây mục này nó sẽ giữ nước, nó làm cho cái mặt đất của chúng ta tạo một lớp phủ á, thì nó sẽ giữ nước, giữ ẩm lâu ngày á, thì cái rễ của chúng ta bên dưới nó sẽ gặp vấn đề, tức là cái độ ẩm nó bị dư á, thì cái rễ chúng ta nó sẽ bị ngập và cái quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất là chậm, thì cái rễ cây chúng ta nó chậm ra thì không có năng lượng, cây chúng ta sẽ không có phục hồi được nhanh chóng cho con mình. Thì cái giải pháp chúng ta cào ra ha, chúng ta dọn ra hết những cái mục thế này, rồi song song đó của con chúng ta phải xới lên. Tuy rằng đất ở đây xốp nhưng mà con thấy bên đây nè, có mưa ha, lâu ngày nó tạo cái lớp xói mòn xuống đây ha, nó tạo ra những cái vị trí đất nó lèn như thế này. Tuy rằng đất nó xốp nhưng mà có số vị trí nó lèn như thế này ha, chúng ta phải xới lên rất là cứng nè, nó tạo một cái lớp lèn rất là cứng ha. Chúng ta phải xế lên cho đất chúng ta nó bong lên thì cái oxy nó mới xuống được dễ dàng, thì cái rễ của chúng ta mới mà phục hồi. Đó là cái vấn đề về cách mà chúng ta xế, và chúng ta xế hạn chế, chúng ta xế gần gốc, từ cái vị trí mà gốc á, chúng ta thấy là ta tạo khoảng cách ha, từ gốc ra tầm khoảng chừng cỡ nửa mét đó, ha, chúng ta xế từ đây, chúng ta xế ra tới ngoài tạng luôn ha. Chúng ta phải tạo cái thế làm sao mà từ cái gốc á, nó phải nghiêng trở ra, để khi mà có mưa hoặc chúng ta tưới nước á, là nước nó sẽ chảy từ cái bồn, từ cái gốc sầu riêng nó chảy ngược trở ra, chứ không để cái nước mà nó chảy từ đây mà nó chảy đưa xuống gốc ha. Tại vì khi mà chúng ta thấy là nước mà nó chảy từ ở bên ngoài mà nó chảy vô gốc á, thì lâu ngày nó sẽ gây ngập rễ của mình, ảnh hưởng tới cái dạng rễ màng của mình ha. Cho nên là cái vị trí những cái mồi như thế này á, thì chúng ta phải phá ra để làm sao cho nó có cái độ mà nghiêng xuống ha, nghiêng trở ra đây, nước nó sẽ chảy xuống và nó không có bị động bên trong. Đó là cái giải pháp chúng ta sửa bồn ha, những cái vị trí nào chúng ta cũng sửa đồng loạt hết. Rồi xong đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rửa cây giữa hai cây sầu riêng của chúng ta thế này ha. Ví dụ điển hình đây là nó có những cái nhánh nó chập tàn với nhau thế này.
Đó, chúng ta thấy ha. Rồi khi mà chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt, chúng ta nhấp đi những cái chi tàn mà nó bị rập á, nó chen với nhau như thế này, thì chúng ta cắt chắn ngang xong thì cái nắng sẽ dọng xuống đây. Ở đây hiện tại là đang mát, thì khi mà chúng ta chắn ngang những cái vị trí mà chập tàn thì nắng nó sẽ dọng xuống dưới đây, thì nó sẽ làm cho mô bồn của chúng ta nó sẽ mau khô ráo hơn, thoáng hơn. Và khi mà nắng nó dọng được xuống á, những cái vị trí bên trong thân của chúng ta nó hưởng được ánh sáng á, thì cái chi tàn nhánh sầu riêng chúng ta nó sẽ chắc hơn, khỏe hơn cho cầu mình ha, nó kháng được cái đám bệnh hơn. Và cái tỷ lệ rong rêu nó cũng giảm đi, hạn chế tối đa luôn khi mà có ánh nắng xen vào được trong cái thân cây ha, rầm rầm ha, nó sẽ giúp cho cây chúng ta phát triển rất là tốt. Đó là cách cắt tỉa ha. Và cái cách cắt tỉa tiếp theo á, ngoài cái việc mà chúng ta cắt đi những cái vị trí mà nó chập tàn cho nắng nó dọng xuống á, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt những cái vị trí mà những cái nhánh sầu riêng nó đang đâm xuống như thế này ha. Những cái nhánh sầu riêng này đâm xuống ha, thì chúng ta để những cái nhánh sầu riêng này á, là ở trong mát, thì khi mà nó ở trong mát nó sẽ không hưởng được cái ánh sáng. Và ở trong mát lâu ngày nếu mà cái độ ẩm nó cao, nó sẽ tạo ra những cái vết mà nấm hồng thế này ha, nó phát triển rất là mạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá sầu riêng của mình, và những cái đối tượng nấm bệnh nó sẽ tấn công. Đây con xem ha, càng ở dưới gần dưới đất á, là những cái lá sầu riêng nó càng bị nhiễm nấm bệnh, lý do độ ẩm nó cao ha. Đây đó, chúng ta xem ha. Đó, chúng ta sẽ cắt tỉa bớt đi những cái nhánh mà nó xạ xuống dưới đất, và những cái vị trí mà nhánh ở trong thân. Nếu còn xem ha, đối với cây sầu riêng mà sau khi được hoạch mà cây chúng ta nó còn khỏe, như cái vườn sầu riêng của anh Sáng thì cây chúng ta nó tương đối nó tốt thế này, thì chúng ta có nhiều cái nhánh bê bên trong thân nó mọc ra, thì chúng ta nên cắt tỉa bớt ha, để cây của chúng ta nó tập trung dinh dưỡng, nó đẩy về dạng độc cho mình. Cái tiếp theo là cái cuốn của cái trái chúng ta cắt á, quý con xem đây. Thì sau khi được hoạch chúng ta thấy là những cái cuốn nó còn thế này ha, thì chúng ta phải cắt bỏ đi. Để làm chi? Để cái dinh dưỡng đó giúp cho nó đẩy ra, nó nuôi cái nhánh sầu riêng của chúng ta to hơn. Để khi mà của con chúng ta trừ cái cuốn á, thì nó không có nuôi được cái nhánh vào đây. Nó lo cái dinh dưỡng nó nuôi cái cuốn không à. Nó không có đẩy ra cái chi tàn vào đây nó to mập được. Ví dụ điển hình như đây. Nếu mà chúng ta để cái cuốn này á, thì cái dinh dưỡng nó sẽ đi theo cái mạch dẫn này nè. Tới đây nó sẽ nuôi cái cuốn. Đó, khi mà cái dinh dưỡng nó tới đây nó nuôi cái cuốn á, thì nó đâu còn dinh dưỡng để mà nuôi cái phía ngoài đây. Chi tàn ngoài đây ha. Cho nên của con thấy là nó có cái chớn nè. Trong đây thì cái nhánh nó mập. Tới ngoài đây thì cái nhánh nó nhỏ xíu à, nó có chớn, tại vì ở chân giữa nó có cái cuốn mập như thế này, là cái dinh dưỡng đi tới đây nó sẽ nuôi cái cuốn. Thì lúc này chúng ta cắt bỏ cái cuốn đi, để cái dinh dưỡng từ đây nó sẽ đẩy ra đây nhanh hơn. Thì lúc này cái chi tàn của chúng ta nó sẽ mập chắc khỏe hơn ha. Thì chúng ta cắt càng sớm càng tốt. Nếu mà chúng ta để lâu ngày thì cái cuốn này nó cũng mục, nó rụng, tự rụng. Nhưng mà trong cái thời gian mà nó rụng thì nó cái dinh dưỡng nó nuôi cái cuốn không à. Nó không làm cho có cái dinh dưỡng nhiều để giúp cho cái cành mà nó mập được ha. Cho nên là cắt càng sớm cái dinh dưỡng nó sẽ đẩy về cái nhánh của mình nó sẽ to mập hơn. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý về cái cách cắt tỉa ha, cũng như là những cái nhánh bê nè. Đó, chúng ta để cái nhánh bê này thì nó cũng vô ích của con. Chúng ta để ý ha, cây sau khi được hoạch mà còn khỏe, tương đối ổn định á, thì chúng ta nên cắt bỏ bớt những cái nhánh bê này nè, nó mọc ra nè. Tại vì khi mà nó mọc ra còn non như thế này á, thì cái dinh dưỡng trong cây nó sẽ còn nuôi cái nhánh bê này. Thì lúc này chúng ta bỏ đi, thì cái dinh dưỡng nó sẽ không nuôi cái nhánh này, chúng ta bỏ đi ha, nó sẽ đẩy ra đọt, giúp cho đọt chúng ta nó sẽ ra nhanh hơn cho con mình. Đó là cái cách chúng ta xử lý bớt nhánh bê ha, và chúng ta cắt những cái cuốn trái đi. Rồi chúng ta vệ sinh xong, chúng ta xế gốc xong, chúng ta tạo bồn xong, như anh em nói nãy giờ ha, thì với con chúng ta sẽ bước vào cái công cuộc mà chúng ta phục hồi. Đầu tiên là chúng ta phải tưới cái nấm bệnh và cái tiếng trùng. Lý do là sao? Tại vì của con thấy là trong cái quá trình của con chúng ta nuôi trái thì cây của chúng ta nó dốc sức dinh dưỡng rất là nhiều, cái lượng dinh dưỡng rất là lớn, nó nuôi cái dạng trái của chúng ta rất là nhiều ha. Thì sau khi thu hoạch cây chúng ta nó sẽ rơi vào cái tình trạng là mất đi sức đề kháng, cũng như là cái dạng rễ của chúng ta trong cái quá trình nuôi trái nó hấp thu rất là nhiều cái lượng dinh dưỡng và nước để mà nó đẩy lên nuôi trái của mình. Thì sau khi thu hoạch xong cái dạng rễ của chúng ta nó cũng tổn đi dần ha, cho nên là cái rễ chúng ta rất là yếu. Thì của con chúng ta thấy là cái khi mà cái rễ nó yếu là sẽ rất là dễ bị cái nấm bệnh và cái tiếng trùng nó tấn công vào. Thì lúc này chúng ta cần phải tưới ngay cái thuốc bệnh vào tiếng trùng sau khi mà chúng ta xử lý, chúng ta xới gốc. Tại vì trong quá trình mà chúng ta xới gốc tạo bồn thì ít nhiều chúng ta đã tác động đến cái rễ ha, nó gãy đứt một số cái rễ bên dưới. Thì chúng ta phải tưới nấm bệnh và tiếng trùng vào. Lúc này chúng ta đưa cái dòng bú rễ chúng ta kết hợp với thuốc mà nấm bệnh ha, chúng ta sẽ tưới đều luôn. Thì cái thuốc của con chúng ta sẽ xem trên màn hình, anh em giới thiệu một số cái dòng thuốc ha. Thì của con chúng ta có thể liên hệ về số điện thoại mà hotline trên màn hình đó, số điện thoại mà tư vấn về sản phẩm đó. Thì của con chúng ta có thể gọi về để chúng ta tham khảo một số cái dòng thuốc để mà phục hồi sau thu hoạch ha, là cái dòng thuốc về tiếng trùng nấm bệnh. Thì khi mà chúng ta tưới bên dưới tiếng trùng nấm bệnh, ở bên trên thì của con thấy là rong rêu còn nè, đó nó còn rất là nhiều ha. Và bên đây
còn xanh hết nha, tỷ lệ rong rêu này còn ha, nó chưa có bị hư hết bà con. Đó chúng ta thấy nha, rong rêu còn rất là nhiều. Rồi cái nấm tạp nó cũng còn nhiều nữa. Quý con thấy là bên ngoài lá thì cũng còn đâu đó những cái vết nấm hồng ha. Rồi cháy lá nó cũng còn luôn. Cho nên là ngoài cái việc mà chúng ta tưới nấm bệnh và tiêm trùng bên dưới thì bên trên chúng ta cần phải phun thuốc để mà chúng ta tiêu diệt một số cái mầm bệnh bên trên. Đó, tại vì trong quá trình mà nuôi trái cái lá chúng ta nó cũng tổn rồi con ha, rất là dễ bị cái nấm bệnh tấn công. Đây quý con xem ha. Đây. Rất là nhiều cái vị trí mà cái lá của chúng ta nó bị nè. Bị nấm bệnh tấn công rất là nặng ha. Sau khi thu hoạch đây. Rồi chúng ta sẽ xem bên lá bên trên luôn. Lá bên trên này ha. Đó. Rồi cháy lá cũng còn nè. Cháy chớp lá luôn nè. Đó. Thì chúng ta phải phun thuốc rửa cây. Là cái dòng đặc trị nấm bệnh ha. Và cái đồng hữu cơ. Chúng ta đưa đồng hữu cơ vào để sát khuẩn. Cũng như là nó giúp cho ức chế một số cái mầm bệnh tấn công ở trên thân. Cũng như trên lá sầu riêng của mình. Và chúng ta đưa đồng hữu cơ vào. Nó có cái hữu cơ nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái lá và cây sầu riêng của mình hơn là đồng hóa học. Chúng ta nên đưa đồng hữu cơ vào, nó sẽ an toàn tuyệt đối cho bà con mình ha. Nếu mà chúng ta phun đúng cái liều lượng và cái đồng độ nhà sản xuất khuyến cáo, và chúng ta kết hợp thêm một cái dòng thuốc mà đặc trị nấm bệnh luôn, tức là nó tiêu diệt trực tiếp cái tế bào mà nấm bệnh nó tấn công luôn, thì những cái bào tử mà nấm bệnh nó đang phát tán trên lá, trên cây thân sầu riêng mình, rong rêu hay là nấm tạp, nấm đen tấn công á, thì chúng ta đưa ngay cái dòng thuốc mà tẩy rong của công ty Mai Vàng á, chúng ta kết hợp vào để giúp cho tiêu diệt tất cả các mầm bệnh nó còn lưu tồn ở trên cây, trên lá sầu riêng của mình. Thì song song cái việc mà chúng ta tưới nấm bệnh tiêm trùng bên dưới rễ, chúng ta phun rửa cây bằng cái đồng hữu cơ và nấm bệnh á, thì sau khi xử lý xong tầm khoảng từ 7 tới 10 ngày sau, thì khi mà cây chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta xử lý bồn cũng như là chúng ta xới gốc, chúng ta tẩy hết cái bệnh bên dưới rồi, cây chúng ta sạch bệnh, thì lúc này chúng ta sẽ bồi dưỡng cho cây bằng cách chúng ta sẽ tưới thuốc kích rễ. Tại vì khi mà hết bệnh rồi, chúng ta sẽ bồi dưỡng cho cây chúng ta nó ăn, cho những cái chất mà dinh dưỡng để giúp cho cây rễ chúng ta nó khỏe lên. Thì chúng ta sẽ đưa cái dòng sản phẩm, cái humic mà có cái vi sinh á, là những cái dòng humic của con thấy là trong đó nó có những cái nấm chi cô đặc ma, hay là cái nấm mà phân giải cố định đạm lăng, hay là những cái dòng dinh dưỡng vi lượng ha. Ta thấy là trong cái điều kiện mà chúng ta đưa nấm vi sinh vào á, nó sẽ phân tán những cái lá cây mục này nè, thành những cái chất mùn hữu cơ, nó sẽ giúp cho giữ ẩm đất, cũng như là giúp cho có những cái dòng dinh dưỡng mà phân giải tự nhiên á, trong cái humic vi sinh á, thì nó sẽ giúp cho cái rễ chúng ta nó có điều kiện phát triển khỏe hơn, và cái rễ chúng ta ra khỏe mập chắc hơn. Thì song song đó chúng ta kết hợp thêm cái dòng dinh dưỡng mà acid amin hữu cơ trực tiếp đưa vô rễ á, giúp cho cái rễ chúng ta khỏe, là cái dòng sản phẩm mà có cái phục hồi rễ á, chúng ta đưa vào ha. Thì trong cái dòng sản phẩm đó nó có acid amin, vi lượng, hữu cơ, humic rồi fluid, rồi một số cái dòng kích thích ha, giúp cho cái rễ chúng ta phát triển mạnh ra và dưỡng cái rễ chúng ta khỏe hơn. Thì cái dòng sản phẩm với cái can chúng ta tưới 1.500 lít nước, và chúng ta kết hợp với cái humic vi sinh ha, thì chúng ta sẽ cải tạo cái vườn này và giúp cho đất của chúng ta trở nên khỏe hơn, tươi xốp hơn, cải tạo đất chúng ta tốt hơn, và nó giải độc đi một số cái thành phần mà tạp chất trong đất. Ví dụ như trong quá trình mà quý con chúng ta đưa cái phân hóa học chúng ta nuôi trái, chúng ta lạm dụng nhiều á, lâu ngày nó làm cho đất chúng ta trở nên nó chua đi. Thì ở đây nói về chua á, thì còn cái bước mà chúng ta phải rải vôi trên những cái vùng đất mà chúng ta lạm dụng phân hóa học, mà chúng ta bón để nuôi trái nhiều á, chúng ta phải rải vôi để nâng pH lên. Tại vì trong quá trình mà chúng ta lạm dụng phân hóa học, chúng ta bón thì đất chúng ta từ từ nó sẽ chua đi. Thì khi mà chúng ta đưa vôi nó sẽ nâng pH lên, tại vì đất nó chua, nó tỷ lệ H cộng nó rất là nhiều, và chúng ta đưa vôi nó có canxi rồi nó sẽ đẩy cái H cộng ra, thì nó giúp cho đất chúng ta nó sẽ trung hòa đi. Thì chúng ta đưa vôi vào rồi xong đó chúng ta sẽ tưới thuốc kích rễ nó mới hiệu quả như bà con. Ở đây là anh em nói là những cái vùng đất mà của con chúng ta có phèn, đất chua, ví dụ như ở đất ở miền Tây hay là trên miền Đông chúng ta mà tỷ lệ phèn nó thấp. Tuy nhiên trong quá trình nuôi trái chúng ta hay lạm dụng phân hóa học để chúng ta bón nuôi trái, thì lâu ngày đất chúng ta cũng chua đi, cho nên chúng ta phải rải vôi. Thì cái cách mà chúng ta tưới kích rễ á, với con chúng ta có thể xử lý từ 2 tới 3 lần trên cây bị suy. Cây bị suy thì chắc chắn là nó sẽ phục hồi chậm hơn cây khỏe như thế này. Thì chúng ta phải tưới 2 tới 3 lần cách nhau từ 10 tới 15 ngày. Còn đối với vườn của anh Sáng như thế này thì bà con chúng ta có thể tưới một lần là được rồi. Ha, tưới kích rễ là cái dòng humic vi sinh, và chúng ta kết hợp với cái dinh dưỡng phục hồi rễ ha. Thì bên trên song song cái việc chúng ta tưới, bên trên ta có thể phun kéo đọt lần đầu tiên. Tại vì chúng ta đã phun thuốc để mà tẩy nấm bệnh rồi, bên lá rồi, bên trên rồi. Thì chúng ta có thể xử lý thuốc phục hồi. Thì bên trên của con chúng ta ngoài lá chúng ta có thể xử lý những cái dòng sản phẩm như AC15 ha. Thì cái dòng AC15 thì rất là nhiều clip anh em cũng đã có giới thiệu rồi. Thì chắc rất là nhiều của con chúng ta cũng đã có tham khảo dòng sản phẩm này ha.
và đã có áp dụng. Thì axit amin trong AC15 thì nó tương đối là cao, 49% được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Thì khi mà chúng ta phun vào nó sẽ giúp cho cây của chúng ta nó ra đọt rất là mạnh của con. Tại vì cái dòng sản phẩm mà axit amin cao là chúng ta phun lúc nào nó cũng để cái mầm đọt chúng ta ra rất là mạnh ha. Nhưng khi mà mầm đọt chúng ta ra mạnh quá, cái đọt chúng ta kéo xả ra mạnh quá thì chắc chắn là nó có xu hướng nó đi ốm hơn. Thì lúc này anh em mới đưa cái dòng sản phẩm siêu tốc vào. Thì khi mà chúng ta đưa siêu tốc vào nó sẽ có hai cái mặt lợi. Thứ nhất là nó ra cơ đọt chúng ta, giúp cho cái cơ đọt chúng ta nó không bị mỏng yếu, giúp cho đọt chúng ta nó xanh, dày, chắc, khỏe ha, đọt ta lên màu đẹp cho con mình. Cái thứ hai là chúng ta đưa siêu tốc vào nó sẽ giúp cho cơ đọt chúng ta ra tới đâu lá nó xanh dày tới đó con. Lá vừa nở to mà vừa giúp mau xanh dày lá luôn. Thì khi mà lá chúng ta mau xanh dày dạ thì nó sẽ tạo cái điều kiện cho cơ đọt vườn chúng ta ra một cách đồng loạt hơn, khỏe hơn. Và khi mà lá chúng ta ra xanh dày dạ nhanh đó thì nó sẽ kháng được cái đối tượng này xanh tốt hơn cho bà con mình ha. Đó là cái dinh dưỡng mà 15% canxi hữu cơ và cái đạm hữu cơ trong cái siêu tốc nó mang lại ha, cùng với AC15. Rồi siêu tốc chúng ta thấy bà con để ý là trong đó nó có cái trung vi lượng, nó sẽ giúp cho cơ đọt chúng ta ra khỏe hơn và nó sẽ kháng bệnh, kháng sâu rầy tốt hơn. Và trung vi lượng giúp cho gia tăng được cái quá trình quang hợp, trao đổi chất trong cây ha, giúp cho cây chúng ta khỏe mạnh tuyệt đối cho bà con mình. Thì chúng ta có thể xử lý phun kéo đọt 3 cử ha. Cử thứ nhất là chúng ta phun thời điểm mà tưới kích rễ bên dưới, rồi trên lá chúng ta phun để chúng ta kéo đọt. Cử hai là khi mà cái cơ đọt chúng ta ra có lá non, nó vừa mở thì chúng ta sẽ phun lặp lại ha. Lúc này chúng ta sẽ phun rậy thì cử trước cử sau chúng ta sẽ đổi gốc thuốc ha, chúng ta không có phun lặp lại. Rồi trên lá cử hai của con chúng ta có thể phun cái siêu tốc, chúng ta kết hợp với cái Hiamino là cái hữu cơ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có cái hữu cơ ha, nó sẽ giúp cho lá chúng ta nó trở nên khỏe hơn, rồi cái lá chúng ta bóng đẹp hơn cho bà con mình. Tại hữu cơ nó sẽ xúc tác một số cái enzyme trong cây thì cái tiến trình mà trao đổi chất cũng như là cái tiến trình vận chuyển dinh dưỡng trong cây nó sẽ diễn ra nhịp nhàng hơn, thông mạch cây của mình hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ xử lý ở bên trên lá là như thế. Thì cái bộ quy trình sản phẩm của con chúng ta có thể liên hệ về cái số hotline là cái số mà tư vấn về sản phẩm á, thì bà con chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn ha. Anh em sẽ trao đổi trực tiếp cho bà con mình về sản phẩm hữu cơ được nhập khẩu trực tiếp từ Italia hay là của Jordan. Chúng ta xử lý ha, thì nó sẽ giúp cho cây chúng ta khỏe hơn sau khi thu hoạch. Thì còn một số vườn của con thấy là sau khi thu hoạch đó, cái tình trạng cây chúng ta nó khác, hoặc là cái địa chất, địa thế, thổ nhưỡng cây của chúng ta nó khác ở đây á, hoặc là cái vấn đề về thời tiết nó khác nữa, thì anh em có thể trao đổi trực tiếp với con mình ha. Của con chúng ta có thể là gọi điện trực tiếp với anh em sẽ hỗ trợ cho con tùy cái tình trạng vườn ở thực tế nơi mình trồng ha. Ví dụ như chúng ta ở rất là nhiều vùng khác nhau thì cái sau khi thu hoạch đó chúng ta sẽ có nhiều cái quy trình khác nhau để phục hồi ha. Rồi xin kính chúc cho con mình thành công.